phản ứng của báo Thái Lan khi Quang Hải ra mắt Pau PC. Sự kiện tiền vệ của Nguyễn Quang Hải gia nhập Pau PC thu hút sự chú ý lớn của báo chí Thái Lan. Sự kiện tiền vệ Nguyễn Quang Hải gia nhập Pau PC thu hút sự chú ý lớn. Mọi thứ đã rõ ràng. Quang Hải nhập đội bóng ở Pháp. Sport The Tit, trang thể thao Thái Lan cập nhật nhanh tình hình của đội tuyển Việt Nam chỉ trong ít phút sau khi Quang Hải ra mắt Pau PC vào tối ngày 29 tháng 6. Sam Sport viết thêm, Quang Hải là một ngôi sao của đội tuyển Việt Nam, được xác nhận gia nhập Pau PC, anh ấy mặc áo số 19 ưa thích. Trang báo thể thao này kể lại thời gian Quang Hải trưởng thành và trở thành một ngôi sao. Trong khi đó, Thái Lan có bài viết Quang Hải ra mắt tại Pháp cùng số áo ưa thích và một số mức lương bất thường. Trong bài, tờ này đưa ra thông tin Quang Hải ký hợp đồng thời hạn 2 năm đi kèm với mức lương 9 triệu đến 11 triệu là một bát trên một năm, khoảng 255 đến 312 USD mỗi tháng. Quang Hải sẽ được xem là một ngôi sao bóng đá Việt Nam, anh ấy kết hợp đồng thời với các câu lạc bộ Hà Nội và tìm kiếm các đội bóng mới. Quang Hải được tìm và thi đấu tại châu Âu. Sau 89 lần ra sân cho câu lạc bộ Hà Nội, Quang Hải ghi 18 bàn và đóng góp 22 kiến tạo trong mọi đấu trường. Thái Lan viết, chia sẻ trên trang cá nhân, Quang Hải xác nhận tất cả mọi thứ đều thuận lợi. Hải đều đạt được các yêu cầu về tình trạng sức khỏe, phần quan trọng đầu tiên đã thực hiện xong. Hải chính thức trở thành một thành viên của câu lạc bộ Pau kể từ giây phút này. Hải hạnh phúc và rất tự hào. Mùa 2 thì sẽ khởi tranh từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 3 tháng 6 2023. Trong lần thứ 84 được tổ chức, giải hạng của Pháp có 20 đội tham dự, tìm 20 suất thăng hạng. Đồng thời, Lenwick 1 cũng cắt giảm một số đội từ 20 còn xuống 18.